con này thì nó dữ hơn đó. Con này cái dàn khung nó là nó trong mà thổi chơi luôn. Phải tự động tới đất luôn nha. Cái gì mở lên cái tình hình đó, tivi tình hình đó coi rất là dễ đó, nó màn hình rộng coi. Coi điện thoại mở màn hình rộng đó, mà ủa cái điện thoại đó mình coi nó không có chuẩn mà cái tình hình. Cái này để đạp bể tiêu nè. Con này thấy con này điện. Con này từ từ cái chân nó lên tới cái đầu. Con này chân to rồi ha. Con này lai pháp. Bà bê kem, bà bê kem. Bà bê mẹ nó pháp là xịn rồi. Rồi mẹ pháp. Nhìn nó cái giới dạng hậu biết rồi. Nói chung là con mẹ anh này thấy cái kia. Nói chung vậy chứ đâu có mẹ ba bê mà ba bê được. Bữa xuống quán nó nhảy với nhau luôn. Con số 3 này là ba bê kem. Bên con này con giữa đây số mấy của anh ta? Giữa số 18. Con số 19 chứ. Số 19 ba bê. Con này là con ba bê luôn nè. Bông là ba bê nè. Tôi không có nói trước cái bài mà bảo đảm mà biết ba phái con này nè. Ba phái con này chắc luôn á, tôi biết ba chắc ba bê, ba chịu con này là chiếc con bè đó. Ba chịu con đỏ này chắc rồi, nâu nè, mà nâu nè. Con đít dai hết biết luôn. Cái bè đó. Thiên Lôi mà cái tới ngày chỉ Thiên Lôi rồi. Thiên Lôi mua bán dễ lắm. Thiên Lôi xây đâu đến đó không? Ừ. Thiên Lôi thấy không? Thấy Thiên Lôi bữa đi có bãi này dễ, có bãi chỉ này cái này à. Rồi không có này khó lòng lắm. Không giữ gì vậy. Vậy bắt cầm thì nghe tụng kinh nữa. Tụng cái nghe. Con kỹ là thiệt là kỹ thì bà ơi cái bên đây chở qua là lộn tiền thôi. Mơi Đồng Nai xuống cũng tém tờ. Đồng Nai xuống bắt gì đâu, cánh Đồng Nai Vũng Tàu mơi nhiều lắm. Tại vì cánh nó ngoài đó, nhỏ, không quen cái gì. Không quen nhiều lắm mình. Con này toàn bộ ban này đít dây phè hết. Dây đít phè.